Dù bắt đầu chơi golf ở cái tuổi ngoài 30, nhưng anh vẫn luôn cố gắng hết mình để có thể chơi một cách tốt nhất. Chẳng vậy mà anh cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến khi nói về những kết quả mà anh đạt được khi chơi golf đó là những chiếc cúp Betgrop. Không quá xuất sắc, nhưng đa số các giải golf phong trào anh đều giành giải cao. Bởi vậy mà, tại phong cách của gia đình, chỗ nào cũng thấy cúp Betgrop, nhất Eagle. Nếu mà thể thao thì mọi người đều nói về cái yếu tố năng khiếu và cái yếu tố tập luyện, thì tôi nghĩ là hai cái yếu tố đấy là rất là cần thiết trong thể thao. Nhưng vấn đề cái phần tập luyện thì tôi nghĩ là tôi đánh giá cao hơn. Vì nếu mà ai tập luyện kỹ hơn, tập luyện cẩn thận hơn từ đầu và có hướng dẫn viên và bản thân chúng ta cũng có dành cho thời gian tập luyện nhiều thì cái thành tích nó sẽ tốt. Năm 2010, Hội Golf thành phố Hà Nội được thành lập. Golfer Lê Hùng Nam được mọi người tin tưởng và bầu làm tổng thư ký của hội nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2016, anh tiếp tục làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội nhiệm kỳ 2016-2020. Từ đó đến nay, anh luôn sát cánh cùng hội tổ chức các giải đấu nghiệp dư nhằm phát triển phong trào chơi golf khu vực Hà Nội. Những năm gần đây, có rất nhiều câu lạc bộ golf ra đời. Những người mới tham gia chơi golf cũng tăng lên nhanh chóng. Ở một góc độ của phong trào thì sức mạnh của các câu lạc bộ chính là sức mạnh của phong trào. Cũng chính là sức mạnh của Hội Golf Hà Nội. Chính vì vậy, với góc độ là Tổng Thư ký Hội Golf Thành phố, tôi luôn cổ vũ và muốn tạo các sân chơi để cho các câu lạc bộ phát triển ngày càng vững mạnh và có chiều sâu. Một trong những giải golf phong trào được Hội Golf thành phố Hà Nội tổ chức thu hút đông đảo golfer tham gia, nhất là giải vô địch các câu lạc bộ Hà Nội. Ví như giải được tổ chức cuối tháng 7 năm ngoái, thu hút 34 câu lạc bộ với khoảng hơn 400 golfer tham gia. Giải đấu đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng golfer ở khu vực Hà Nội. Năm 2016, lần đầu tiên giải golf tranh cúp thống nhất VGA Union Cup được tổ chức với thành phần là các golf thủ hai miền Nam, Bắc. Miền Bắc được quy ước từ Đà Nẵng trở ra. Điều đặc biệt ở giải đấu này là các golfer đều là những người có handicap thấp và thi đấu theo thể thức đối kháng match play thông qua 3 vòng đấu foursome, fourball và single match. Đây là thể thức thi đấu thực sự không mới lạ trên thế giới nhưng còn khá mới ở Việt Nam. Năm đó, golfer Lê Hùng Nam được bầu làm đội trưởng của tuyển miền Bắc và giành chiến thắng. Cho đến nay, đã qua 3 mùa thi đấu, anh vẫn luôn được các golfer tin tưởng làm người đứng đầu, dẫn dắt đội tuyển. Chuẩn bị cho mùa giải 2019, anh cùng ban hội đồng đã tổ chức 5 vòng qualify để chọn ra những thành viên ưu tú cho đội tuyển. Anh Nam là một người đội trưởng rất là tuyệt vời. Cái trình độ chơi golf thì anh Nam hiện cũng đang là xếp trong cái top 5 của những cái người chơi golf amateur của Việt Nam. Anh cũng là một người mà rất là nhiệt tình, dìu dắt, hướng dẫn anh em trong đội tuyển. Anh em rất là tôn trọng và kính nể anh Nam. Ngoài ra, năm 2012, Lê Hùng Nam còn được làm hình ảnh đại diện cho hãng gậy golf Ping. Chẳng vậy mà trong những lần giới thiệu, ra mắt sản phẩm mới của hãng này đều có hình ảnh của anh. Không dừng lại ở đó, giữa tháng 1 năm 2019, Lê Hùng Nam cùng nhiều golfer có chung mong muốn là tạo thêm sân chơi cho các golfer có single handicap ở Việt Nam. Vì vậy mà câu lạc bộ Việt Nam Single Handicap đã ra đời. Câu lạc bộ bao gồm 100 golfer có single handicap trải dài 3 miền đất nước và anh làm chủ tịch lâm thời của câu lạc bộ. Anh Nam là một người rất có tâm huyết đối với môn thể thao golf.
và cũng là một trong những người mà có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo qua những cái giải đấu lớn được tổ chức tại sân golf FLC Sầm Sơn vừa rồi, và chúng tôi cũng đánh giá rất cao. Những chiếc cúp hay những trọng trách trong lĩnh vực golf mà Lê Hùng Nam đang đảm nhận cho thấy anh vẫn đang miệt mài với đam mê thể thao của mình, và anh vẫn sẽ hết mình vì đam mê ấy, bởi với anh còn chơi golf là vẫn còn duyên nợ với golf.